Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện tác giả do Đam Mỹ Tường Truyền thực hiện, chương 53. Việc lớp 2 gọi tạm ngừng này là rất thích hợp, khoảng cách đến hết hiệp chỉ còn có 3 phút, không chỉ cắt ngang tiết tấu thi đấu liền mạch của lớp 8, mà còn không đợi lớp 8 điều chỉnh lại tốt, hiệp 1 đã kết thúc, làm thêm vào thời gian nghỉ ngơi ở giữa, tiết tấu của lớp 8 rất có thể sẽ mất đi không quay lại nữa. Tưởng Thừa liếc mắt nhìn bảng điểm số, thua sau 4 điểm. Chỉ số này không hề lớn, nói ra tưởng chừng như đuổi theo vô cùng dễ, nhưng mà đối thủ là lớp 2, bất luận là tổng kết, tổng thể hay đơn độc, trình độ của lớp 2 đều giỏi hơn bọn họ một bậc lớn. 4 điểm này vẫn có chút không đạt được rồi. Ngày hôm nay, trận bóng này phải cảm ơn Lý Viêm. Ngoài trừ chụp ảnh, Lý Viêm còn tiện thể làm chỉ đạo ngoài sân cho bọn họ. Thời gian nghỉ ngơi, một đám người bọn họ ngồi xổm một chỗ, nghe theo bố trí của Lý Viêm. Tôi nói thẳng, các cậu đừng để bụng, tôi cho rằng các cậu đang rất nguy hiểm. Lý Viêm nói xong sau đó tổng kết một chút. Các cậu muốn thắng thì phải toàn lực ứng phó, ai cũng không thể đứng tại chỗ, nhất thiết phải toàn bộ đều chạy. Mấy người lớp bọn họ đều là đội bóng trường phải không? Vậy phối hợp không phải là 1-2 tháng có thể luyện ra, cho nên các cậu muốn thắng, hoặc là nói luôn, muốn tỷ số không bị kéo giãn, các cậu phải bất chấp tất cả. Được, một đám người đưa tay ra nhập lại cùng một chỗ, rống lên một tiếng. Tưởng Thừa, cơ hội hiệp 2 cậu thực hiện được 3 điểm không nhiều, bọn họ sẽ canh cậu rất kỹ. Lý Viêm nhìn Tưởng Thừa, cậu phải giao cho Đại Phi tìm cơ hội. Ừ, Tưởng Thừa gật đầu, cố lên. Lý Viêm giơ camera lên, chế vào mặt cậu chụp cho một tấm. Tưởng Thừa nhìn cậu ta thở dài. Rất đẹp. Lý Viêm đem camera đưa tới trước mặt cậu. Chụp đội trưởng của các cậu mới thật là thách thức, tư thế đó. Tưởng Thừa cười lên, liếc mắt nhìn qua Vương Húc đang ở bên cạnh, chống nạnh và uống nước. Hiệp 2 vừa bắt đầu, người hai lớp đã liền tới rất dữ dội. Không chỉ trong sân, đội viên liều tới rất dữ dội, cổ động viên ngoài sân cũng đều đang như điên mà hô to lên. Nếu không phải trên đất có đường kẻ, trọng tài biên cũng đứng ở chỗ đó, cảm thấy mấy cô bé có thể đã xông vào trong sân hò hét qua lại. Trận bóng này chỉ mới chơi nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Thừa đã cảm thấy có chút mệt. Mấy trận thi đấu trước đó quả là chưa từng trải qua, thể lực tiêu hao rất nhiều, bởi vì cho dù Vương Húc bọn họ đều liều mạng, chênh lệch về thực lực vẫn còn phải dựa vào cậu và Cố Phi người đến bổ sung. Sau khi yểm trợ Cố Phi liên tiếp 3 lần lên rổ, Tưởng Thừa cảm thấy mồ hôi xót vào trong mắt. Cậu không có thói quen mang bao cổ tay, khi chùi mồ hôi chỉ có thể kéo áo lên. Có cần không? Cố Phi ở bên cạnh hỏi một câu. Hả? Tưởng Thừa nhìn cậu. Đây, Cố Phi quả là một kẻ khác thường, mang hai cái bao cổ tay, tháo xuống một chiếc bên tay trái đưa cho cậu. Tôi còn chưa dùng bên này lau mồ hôi. Tưởng Thừa muốn nói, cậu cho rằng mồ hôi sẽ không thẩm thấu bao cổ tay của cậu sao? Nhưng Cố Phi lập tức liền bổ sung một câu. Nhân lúc mồ hôi còn chưa từ cánh tay chảy xuống cổ tay. Đạch, Tưởng Thừa cười lên, cầm bao cổ tay, đeo vòng trên tay, thuận tiện lau mồ hôi trên trán. Nhìn thấy số 9 kia không? Cố Phi nói, cậu ta không còn thể lực rồi, cậu ta luôn chạy đường biên trái. Lát nữa tôi muốn từ bên trái qua. Tưởng Thừa không lên tiếng, phối hợp của cậu với Cố Phi cơ bản là tuyến giữa và đường biên phải. Từ bên trái đi qua đối với người dẫn bóng bên phải mà nói có chút không quá quen. Tôi thử xem liệu có thể thể hiện chút không? Cố Phi lại nói, Tưởng Thừa không có thời gian cân nhắc, cậu ta muốn thể hiện cái gì? Quách Hùng đã gầm lên một tiếng chuẩn bị phát bóng, cậu nhanh chóng bắt đầu chạy đi. Lư Hiểu Bân nhận bóng dẫn được 2 bước liền lập tức truyền cho cậu. Cố Phi cũng đã qua trung tuyến, ngay lúc cậu cầm bóng sắp muốn chuyển đi mới bất thình lình từ trung lộ nghiêng một cái qua trái. Tưởng Thừa lập tức đem bóng chuyển qua, thời điểm còn đúng lúc khi Cố Phi 2 bước vượt qua tới đường biên trái, bóng vừa vặn vào tay trong cậu ta. Tưởng Thừa lập tức từ trung lộ áp sát tới dưới rổ chuẩn bị tiếp ứng. Cố Phi đổi thành tay trái dẫn bóng. Nữ sinh trong ghế khán giả kích động hét chói tai, tựa như thấy được Cố Phi đang chạy trần truồng. Tưởng Thừa có chút cạn lời,
tay trái dẫn bóng cũng không có gì ngạc nhiên. Trên căn bản những người chơi bóng thường xuyên đều luyện qua, nếu không lúc qua người sẽ rất vất vả. Mặc dù Cố Phi dẫn bóng tay trái rất chắc, nhưng cũng tuyệt đối còn cộng thêm tạo hình và giá trị nhan sắc. Lúc Châu Chấu dẫn bóng tay trái vượt qua ba người cũng không thấy ai la to như vậy. Cố Phi rất nhanh đã tiếp cận đường biên trái, góc độ này lên rổ không dễ, giống như vị trí 3 điểm trước đó của Tường Thừa, cho nên phòng ngự của lớp 2 chủ yếu là cậu sẽ chuyền bóng, chỉ có số 9 theo sát người, chỉ cần áp chế, cậu không thể quay người, mặt hướng về khung rổ, ném vào rổ là được. Tường Thừa đi vào khu vực 3 giây, dán mắt vào động tác của Cố Phi, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng Cố Phi lúc này bỗng nhiên cứ thế nghiêng người, tay trái cầm bóng, dồn sức, móc một cái lên đỉnh đầu, bóng bay ra nhằm vào khung rổ. Bệch, góc độ này dùng tư thế như vậy ném 3 điểm. Tưởng Thừa gần trương gọi một tiếng Hiểu Bân. Lữ Hiểu Bân lập tức cắt tới bóng dưới rổ cùng người qua lại chen lấn chờ bắt bóng chật bảng. Nhưng mà Cố Phi cứ như thể móc quả bóng này ra, lại mang theo một đường vòng cung đẹp mắt, rớt vào trong khung rổ. Tôi địch. Tưởng Thừa nhảy dựng lên hô một tiếng Trời ơi! Bên ngoài sân đấu nhất thời tiếng rung la trời, lao lộ với cánh tay. Cố Phi, đẹp trai, lớp 8, visual tối 8. Tưởng Thừa cũng không thèm để ý tới bắt bẻ trận bóng này cùng visual. Rốt cuộc có liên quan gì có thể khiến lao lộ cố chấp như vậy? Đi qua cùng Cố Phi, nhảy đùng vai một cái. Cậu có bệnh phải không? Xoái không? Cố Phi cũng nhảy lên cùng cậu ăn ý đụng vào một cái. Sái tung rồi, Tưởng Thừa nói. Sĩ khí đại chấn, khí thế của chiến sĩ tăng vọt. Ba điểm này của Cố Phi chấn động tinh thần của lớp 8, cũng chấn động tinh thần của lớp 2. Lớp 2 nhanh chóng chơi tấn công nhanh, đoạt được 2 điểm. Bầu không khí trong ngoài sân thì lập tức sôi sục, hấp ra vài cái lồng bánh bao cũng không thành vấn đề. Cứ như Lý Phim nói, dưới cục diện này muốn đem tỷ số cắn chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ bản là sau khi bọn họ vừa vào lớp, bóng lớp 2 liền có thể đáp lễ lại một quả. Cuối cùng, lúc trọng tài yếu nhất, điểm số của lớp 8 vẫn rớt lại phía sau 3 điểm. Điểm số này nói lên phát huy tốt thì cũng chỉ là chuyện của một trái bóng. Mà khi thực sự chơi, đặc biệt là dưới tình huống của lớp 2 đã bị kích thích ý chí chiến đấu này, muốn đuổi theo được cũng là tương đối khó khăn. Lúc tạm ngừng, Tưởng Thừa chống lên đầu gối, có thể nghe được vài đội viên vây thành một vòng tròn, đều thở hồng hộc như trâu. Quách Hùng trước tiên ra sân, nghỉ ngơi một lát. Lý Viêm không có tiếp tục bàn nhiều về chiến thuật với bọn họ nữa. Đổi một người thân hình cao lên, bọn họ tiến công thì toàn bộ áp về dưới rổ. Nếu như bọn họ muốn 3 điểm, cứ để Cố Phi và Tưởng Thừa xử lý. Được, Phương Húc gật đầu. Các cầu bây giờ vào bóng vấn đề không lớn, mấu chốt là không để cho bọn họ vào bóng nữa. Nếu không thì anh một quả, tôi một quả. Cái này thì không có vui rồi, Lý Phiêm nói. Trong loại trận đấu hai bên đều liều mạng, nhưng thực lực quả thực có chút chênh lệch như lúc này. Lớp 8 muốn ngăn cản lớp 2 vào bóng, căn bản bất khả thi. Lúc Lý Phiêm nói lời này, nhìn thoáng qua Cố Phi và Tưởng Thừa. Tưởng Thừa rất rõ cậu ta nói chuyện này cũng chính là không muốn cho những đội viên khác nhụt chí. Sau khi thay người vào sân, chiều cao của bọn họ dưới rổ quả là có gia tăng, mà đối diện độ bật của Châu Chấu hiệu quả vẫn là không rõ ràng lắm. Còn lại 4 phút cuối cùng, tỷ số kéo giãn 5 điểm, Lý Viêm gọi thay người, Quách Hùng thay lên lần nữa. Liều mạng phóng thích đi, Quách Hùng mang theo lời nhắn tới, toàn lực vào bóng. Tưởng Thừa cảm thấy mình trước đây thi đấu đội bóng của trường thậm chí không có áp lực lớn như vậy. Tiếng cố lên của khán giả, tiếng thét chói tai, nhịp điệu của cổ động viên ra sức, đồng đội liều mạng của mình, còn có đối thủ cũng đang liều mạng theo. Đi lấy 3 điểm, lúc Cố Phi chạy qua bên cạnh cậu nói một câu. Mấy lần chạy qua chạy lại, điểm lại đổi thành 4 điểm. Lúc bóng vào tay của Tưởng Thừa, cậu liếc nhìn bảng tính thời gian, còn không đến 1 phút nữa. Tuy rằng đặt vào giữa hai đội trình độ như nhau, hy vọng vẫn là rất lớn, nhưng mà hiện tại, cậu vẫn cứ mang bóng xông tới đối diện. Giữa đường chạm mặt phải Hà Châu, cậu đem bóng phân cho Cố Phi lập tức chuyển cho Vương Húc.
Phường Hope Valley Hiểu Bân phối hợp đánh vào khu vực 3 giây, nhưng ra tay ném rổ đã bị chắn bóng lại. May mà Lê Hiểu Bân hít mạnh một cái, đem đối phương vì đang bắt bóng bật bảng với cậu thét đến sững sờ. Thất thần không đến một giây này đã để Lê Hiểu Bân cướp được bóng. Tưởng Thừa đứng ở vạch 3 điểm cũng cảm thấy được uy lực, đặt trong võ hiệp vì kia bây giờ chắc đang tâm mạch đều đứt, 7 lỗ phun máu. Lê Hiểu Bân đem bóng truyền cho Tưởng Thừa, đi lấy 3 điểm. Lời nói của Cố Phi vẫn còn nhảy trong đầu cậu. Cậu tiếp được bóng liền không chút do dự nhảy lấy đà. Hà Châu đến gần bên cạnh, cùng lúc nhảy lấy đà với cậu. Thân thể cậu ngửa ra sau, lúc này trong đầu trong nháy mắt tối thiểu quét qua 100 câu. Đằng chân nam thần phù hộ. Đằng chân là nhân vật trong Mana Salup. Bóng rời tay, Hà Châu không có đụng được bóng. Độ cong của bóng bay ra rất lớn. Lúc rơi xuống đất, Hà Châu không quay đầu lại, chỉ nói một câu: bóng đẹp. Tưởng Thừa dán mắt vào bóng. Thời điểm bóng rơi vào khung rổ, cậu vẫn còn thói queo cú, ba ngón tay áp xuống đất. Bóng đẹp, không sai một phân. Trong 20 giây cuối cùng này, hầu như khiến tất cả mọi người điên cuồng. Khán giả trên khán đài toàn bộ đứng lên. Làn sóng âm thanh dao động từng đợt đánh thốc qua. Lão Tử thậm chí bắt đầu nhảy không ngừng khua tay, nhảy và hò hét tại chỗ. Cũng nghe không thấy thầy ấy đang hò hét gì cả. Ngay cả cổ họng lớn tiếng của lão lỗ cũng đều đã bị che lấp. Lớp 2 cầm được bóng nhưng bay mà áp sát đến dưới rổ. Châu Chấu cầm bóng, ngay cả đứng cũng không đứng vững mà đã ném rổ. Cố Phi nhảy lên nhưng không thể chắn được bóng, chỉ là đầu ngón tay chọc một cái dưới quả bóng. Quả bóng này không vào, dưới rổ tức khắc gấp gáp thành hỗn loạn, chỉ thiếu chút nữa vét lại thành một chỗ. Cảm giác đây là một trận chung kết bóng rổ nam sinh đều nhanh chóng quăng hết. Trong phòng phất, Tưởng Thừa có loại ảo giác, bất giác các bác gái đang tranh giành hàng hóa lúc siêu thị giảm giá. Bóng vẫn bị lớp 2 cướp được, lại ném. Lần này Cố Phi chặn được bóng, bóng đến trên tay của Vương Húc. Còn có 4 giây, Vương Húc không có thời gian chuyển bóng nữa, dẫn bóng xông qua hướng đối diện. Tưởng Thừa đuổi kịp muốn yểm trợ, nhưng Hà Châu giống như bị pháo kép văng trúng mông, tốc độ kinh người. Lúc Vương Húc còn chưa tới gần vạch 3 điểm thì đã đuổi kịp, duỗi tay một cái, bóng bị cậu ta quét ra ngoài. Đến lúc Vương Húc lại bổ nhào qua tóm được bóng vào trong tay, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Toàn bộ trận đấu kết thúc, toàn thể lớp 2 nhảy lên, gào thét rung trời. Vương Húc ôm bóng đứng yên không nhúc nhích, Cố Phi đi tới chỗ vỗ vai cậu ta. Cậu ta đột nhiên quay người lại, ném bóng đi một cái, ôm Cố Phi rống lên một tiếng rồi khóc. Thôi địch, Cố Phi giơ cánh tay sửng sốt, chỉ kém một điểm. Vương Húc vừa khóc vừa la, chỉ kém một chút xíu thôi. Đã rất tốt rồi, Cố Phi vỗ sau lưng cậu ta. Đã rất tốt rồi, đừng khóc nữa. Hà Châu cùng các đội viên hai phai mấy cái, nhìn đến bên này thì ngẩn người chạy qua. Tôi hình như không có đụng vào cậu ta nha. Đúng là không đụng vào, Tưởng Thừa nói. Cậu ta chỉ là... Cậu đập bóng của tôi làm gì? Vương Húc cố đẩy Cố Phi ra, chừng Hà Châu rống lên. Hà Châu giật nảy mình, lùi về sau một bước, có chút mờ mịt. Tôi nhất định phải đập chứ. Đội trưởng, Tưởng Thừa vốn cảm thấy rất mất mát, cũng rất tiếc nuối, dẫu sao tỷ số chỉ kém một điểm. Nhưng bây giờ bộ dạng này của Vương Húc, cậu cũng không quan tâm tới được nữa mà thở dài, đi qua nhìn hắn. Đội trưởng, Vương đội trưởng, chuyện gì? Vương Húc nhìn cậu. Đều nhìn cậu đấy, Tưởng Thừa nói. Nhanh tổ chức một chút, phải bắt tay đó. À đúng, Vương Húc chừng mắt một cái. Tôi xém chút nữa quên mất. Đến đây, người của chúng ta lại đây xếp hàng. Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm. Đội viên hai bên bắt tay qua lại, sau đó vỗ vai, từng người trở về khu nghỉ ngơi. Quá đặc sắc, Lão Tử lần lượt ôm. Quá đặc sắc, các em quá cừ khôi, thầy tự hào vì các em. Lúc đi tới trước mặt của Tưởng Thừa nhanh chóng chắp tay lại thành quyền đối với thầy ấy, lùi một bước. Em đó, Lão Tử chỉ cầu, giọng điệu than thở, đi qua Cố Phi ôm một cái. Cố Phi, có khí khái. Cố Phi cười cười không nói.
Sau khi lão tử rời đi, cậu quay đầu nhìn Tưởng Thừa. Tưởng Thừa cùng cậu nhìn nhau trong chốc lát, sau cùng cười mở rộng vòng tay, cô Phi đi tới cùng cậu ôm một cái. Lúc này, cậu đã không còn quan trọng bên cạnh sẽ có tiếng thét chói tai hay không, sẽ có người giơ điện thoại lên hay không, mạng xã hội sẽ lại có một màn này, có bài đăng này mới hay không. Cậu chỉ muốn cùng cô Phi ôm một cái, bởi vì trận bóng này, bởi vì đội ngũ này đã liều mạng, bởi vì sự phối hợp hoàn mỹ của cậu và cô Phi. Ôm một cái. Ôm một cái rồi thêm một cái. Ôm em gái đó của tôi lên kiểu hoa. Lâu lắm rồi tôi chưa chơi bóng đáng nghiện như vậy, cô Phi nói. Vậy à? Tưởng Thừa nói, cậu chưa từng chơi qua bóng bình thường phải không? Cũng từng chơi, cô Phi buông lỏng cậu ra. Tôi phải đi nhà vệ sinh một chuyến. Cậu vẫn muốn nín tiểu chơi sao? Tưởng Thừa có chút cạn lời. Không phải. Cô Phi cầm lấy áo khoác, lấy ra kết dính vết thương, hình như trên eo cũng rách ra, đi bôi một chút. Cần... Tưởng Thừa khẽ giọng nói, giúp đỡ không? Không cần, cô Phi cười. Khán giả còn chưa giải tán hết, có người ở trên sân nếm rổ, còn có người ngồi trên khán đài vẫn còn chưa thỏa mãn mà tám chuyện, còn có một ít đang chụp ảnh. Tưởng Thừa, Hà Châu chạy tới, lát nữa chơi bóng, ngày khác đi. Tưởng Thừa nhìn qua nhà vệ sinh, hôm nay không chơi. Vương Húc đột nhiên bu lại, không chơi, bây giờ chúng tôi phải đi liên hoan, không rảnh chơi với các cậu. Hà Châu do dự một chút, vậy được rồi, tụi mình hẹn lại thời gian, chúng ta thêm WeChat đi. Ừ, Tưởng Thừa lấy điện thoại ra cùng Hà Châu thêm vào bàn tốt. Cô Phi đi nhà vệ sinh không bao lâu, một lát đã trở về. Thành viên trong lớp cổ động viên cổ vũ còn đang trong trạng thái vừa hưng phấn, vừa bi thương, vừa cao hứng. Chúng tôi nhiều người, Phương Húc gọi điện cho quán ăn đặt bàn. Các anh không phải có phòng riêng tiếp hội nghị loại nhỏ à? Đúng, chính cái đó. Thế nào? Tưởng Thừa nhìn qua cô Phi. Không có vấn đề, cô Phi cử động thử cánh tay. Lát nữa, muốn đi ăn? Ừ, Tưởng Thừa gật đầu. Các cậu mấy giờ? 8 giờ tối, cô Phi nói. Một đám người đều bị Vương Húc lôi kéo đến quán ăn, bao gồm Lý Viêm cả mặt không tình nguyện. Tưởng Thừa vẫn cùng cô Phi ngồi sát bên, nhưng cả bữa ăn hai người đều không nói được mấy câu. Một đám người kích động đến gần chết. Cũng may buổi trưa khách ăn trong quán không nhiều, nếu không đầu tính như thế này, tất cả người bên ngoài đều sẽ bị cậu ta la to tới không còn nữa. Tưởng Thừa cũng không muốn nói chuyện lắm. Từ sau hôm qua khi nhìn thấy mấy tòa nhà kia, cậu liền đối với hoạt động náo tàn này của cô Phi bọn họ mà âm ỉ bất an. Hiện giờ thi đấu xong rồi, trong đầu không có chuyện gì khác, cảm giác này liền bắt đầu trở nên mãnh liệt. Cô Phi chắc chắn sẽ bị thương, hơn nữa rất rõ ràng cậu ấy phải bị thương. Với tính khí của hầu tử, cô Phi cho dù chịu thua cũng phải bị thương mới được. Vậy còn việc bị thương này phải là bị thương kiểu gì? Đúng là náo tàn cực độ. Ngay cả ăn uống cùng với tán gẫu và khóc lóc chảy nước mũi tập thể, cuối cùng còn hát pha một bài hát bằng hiếu. Không biết còn tưởng bọn họ đang ăn liên hoan tạm biệt nhau trước tốt nghiệp. Một bữa cơm ăn tới 3 giờ chiều, hơn mới tàn cuộc. Tưởng Thừa cảm giác mồ hôi trên người của mình đều bốc mùi rồi, cuối cùng mới chịu ra khỏi quán ăn. Lý Viêm lái mô tô trực tiếp tới cửa tiệm nhà cố Phi. Tưởng Thừa cùng cố Phi đạp xe cả đường im lặng đi về. Đến ngoài cửa tiệm, cố Phi mới nói một câu. Buổi tối cậu chú ý an toàn, người đi rất nhiều, loại người gì cũng có. Biết rồi, Tưởng Thừa nhìn cậu, cuối cùng thở dài. Cậu sắp bị thương kiểu gì, từ cậu nắm chắc chút đi. Yên tâm, cố Phi cười, tôi là bị thương mà lớn lên. Tưởng Thừa dừng thẳng ngón giữa cho cậu ta, đạp dưới chân một phát, cưỡi xe đi. Về nhà trước tiên là tắm rửa, sau đó ra ngoài với mấy lui vòng vòng, ở một cửa tiệm thuốc, mua chút ống cao su cầm máu và một cái kẹp cầm máu. Cậu lúc bắt đầu chơi ná chính là sử dụng ống cao su để cầm máu, thường thì loại cầm máu này chẳng phải là loại sử dụng tốt nhất, chỉ bởi về sử dụng quen rồi, kéo suối biến dạng cùng đàn hồi cũng đã vô cùng quen thuộc với cậu, cậu vẫn luôn sử dụng. Mua xong ống cao su, cậu còn đi chợ một chuyến. Đối với kết cấu sắp đặt của chợ hoàn toàn không có bất luận khái niệm gì. Cậu ở trong xoay quanh cũng sắp 10 vòng.
mới tìm được một tiệm bán túi quả óc chó. Làm xong những thứ này, thời gian còn chưa đến 5 giờ, thời gian cách 8 giờ còn rất lâu, nhưng cậu vẫn xem mọi thứ cất hết vào cặp sách, đi tới cầu đường sắt. Cậu khóa xe đạp ở trên lan can của một cửa tiệm nhỏ ở lối giao lộ, sau đó đi vào. Chỗ này ban ngày xem ra so với buổi tối càng vắng tanh. Cậu đi thẳng lên nóc lầu, cầm bao đặt xuống, dựa vào tường gác xếp nhỏ, ngồi xuống. Chào mọi người, hoan nghênh thưởng thức thừa ca dẫn bản xem náo tàn tập 2 ngày hôm nay. Tưởng thừa vừa tháo xuống ống cao su của ná, vừa nhỏ giọng nói. Các hoan lạc tập thể của náo tàn còn có 3 tiếng đồng hồ. Tôi dự đoán còn 2 tiếng nữa sẽ có người náo tàn đầu tiên lên sân, cho nên chúng ta phải đến sân trước giờ. Thời gian này tôi có thể dạy cho mọi người làm thế nào để cuốn ống cao su lên lá. Cậu lấy ra ống cao su cùng kìm cầm máu. Tôi không thường sử dụng phương pháp cột số 8. Rất đơn giản, một cây kìm cầm máu là được, 2 chiếc kim đa náo len cũng được. Các bạn tự mình xem nhé, tôi lời giải thích không có tâm trạng. Miếng da để giữ lấy xây ná trước đó mới đổi qua, có thể tiếp tục được sử dụng. Tưởng thừa cúi đầu rất nhanh, đem ống cao su cuốn xong, sau đó kéo căng thử chút, lại buông tay ra, cảm giác rất tốt. Cậu ngửa đầu dựa vào tường, khép mắt lại, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một quả óc chó. Lúc trước chúng ta dùng là bi thép. Cậu kéo căng dây, nhắm vào 4 tòa nhà trước mặt, lần lượt ngắm từng cái một. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem thử sức mạnh của quả óc chó. Tất nhiên không phải quả óc chó vỏ giấy, là quả óc chó vỏ cứng bình thường. Cậu buông tay, quả óc chó bắn ra ngoài. Một vỏ đồ hộp rỗng ở tòa nhà đối diện bị bắn ra khỏi mép lầu, rớt xuống dưới lầu, quả óc chó rớt bể. Cũng được, tưởng thừa thỏ tay nắm 4 quả óc chó đứng lên tới phía trước nhích 2 bước. Chúng ta nhìn xem, một người sời đồ cao thì làm thế nào để khắc phục tâm lý. Tôi đạch, chướng ngại vật bắn ra 4 phát liên tục. Tưởng thừa hít sâu một hơi, ngắm trúng một cái bình đồ uống ở nóc tòa nhà thứ 2, bắn ra quả óc chó thứ nhất. Bình này bung về phía trước, cậu tiếp tục bắn ra quả thứ 2, bình tiếp theo nảy về cái phía trước, nối tiếp là quả thứ 3, rồi quả thứ 4. Quả thứ 4 bắn vào không trung, cái bình này nảy tới cạnh kia của tòa lầu, cửa ni này có hơi xa. Tốt, tưởng thừa ngồi trở lại cạnh tường, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Bây giờ xin mời mọi người cùng tôi đọc sách một chút đi, 2 tiếng đồng hồ sau sẽ tiếp tục quan sát. Cậu mò trong cặp sách quyển vở tập bài tập toán của Phan Chí gửi cho mình, cúi đầu bắt đầu xem. Sắc trời hoàn toàn tối tăm triệt để, khi trước mắt đã nhìn không rõ bất cứ thứ gì, tưởng thừa cầm sách cất về trong túi. Cũng vào lúc này, nghe được tiếng xe mô tô dưới lầu truyền tới. Đèn đường đã sáng lên. Cậu nhích tới mép tầng thượng, từ trên nhìn xuống. Tuy rằng chỉ có 2 ngọn đèn đường, nhưng vẫn có thể thấy được dưới lầu 3 chiếc mô tô chạy tới. Trên mỗi chiếc xe đều chở 4 nam, 2 nữ. Các vị khán giả, người náo tàn đi trước vào sân rồi, lại còn có con gái. Tưởng thừa nhỏ giọng, những người này tôi đều chưa từng thấy qua, chắc là thành viên của đội hầu tử náo tàn. Sau khi xuống xe, mấy người này không có lên lầu, đứng ở dưới lầu cười nói. Tưởng thừa giờ nhìn một chút, hơn 7 giờ, cậu mở tin nhắn ra xem thử, nhìn không trò chuyện với Cố Phi, không có nội dung mới, Cố Phi không liên lạc với cậu. Cậu lưỡng lự một chút, cầm di động thả về trong túi, thời gian này đi liên hệ với Cố Phi cũng không có tác dụng gì. Hơn 10 phút sau, người dưới lầu bắt đầu đứng nhiều hơn, có đi bộ lượn vào đây, có lái xe mô tô đến, toàn bộ ở dưới lầu đứng chòng chọc tụ tập, rút thuốc ra hút, còn có vài kẻ cầm bình rượu vừa uống vừa tán dóc. Cậu dán mắt vào những người này, không nhìn thấy không phải chim tốt đám người kia. Tưởng thừa vẫn ngồi xổm như vậy ở tầng thượng, từ trên nhìn xuống dưới, ngồi xổm đến tê cả chân, ngồi xổm đến quên mất bản thân sợ độ cao. Cuối cùng mới nhìn thấy Lý Viêm lái chiếc mô tô ngày hôm nay đi thuận đường nhỏ tiến vào. Người dưới lầu một trận rối loạn, bầu không khí đột nhiên thay đổi có chút căng thẳng. Tiếp theo lại là 2 chiếc mô tô, tưởng thừa nhìn chăm chú qua mấy lần. Không phải chim tốt vừa vặn 4 người, còn Cố Phi thì sao? Không chim tốt phải là tổ hợp 4 người,
không phải chim tốt, do thừa ca mù tên mỗi người, nên tượng trưng cho mỗi người không phải chim tốt. Sau khi Lý Viêm không phải chim tốt cùng đều xuống xe, cậu mới nhìn thấy xe mô tô của Cố Phi kẹo vào. Tôi địch, Tưởng Thừa đè giọng nói nhỏ, các bạn khán giả xin mời xem người bây giờ đang tiến vào sân, chính là Náo Tàn số 1. Cậu ta lái một chiếc xe mô tô màu đen, ăn mặc nguyên bộ đồ đi đêm. Bây giờ cậu ta tháo nón bảo hiểm xuống, trừ đi một chút Náo Tàn này, số 1 kỳ thực quả là một người rất đẹp trai. Việc ra sân này vẫn có thể đem cho 82 điểm, 18 điểm còn lại dùng phương thức 666 mà gửi đi. 666 nghĩa là rất lợi hại, đỉnh ngầu cừ như ngưu bức. 666 nghĩa là 6 x 3 bằng 18 điểm, 82 cộng 18 bằng 100. Cách nói này vốn là làm cho tròn 100 điểm, nhưng để khích lệ nên mới nói là 666, đỉnh đỉnh đỉnh. Cô Phi xuống xe, cầm nón bảo hiểm ném tới treo trên kính chiếu hậu, nhìn nhìn người của hai bên. Hậu tử đâu? Xe đến ngay, có người đáp một câu. Chúng ta đi lên trước. Cô Phi nhìn thoáng qua Lưu Phàm. Ừ, Lưu Phàm đá văng một cái vỏ chai rượu dưới chân, mấy người đám một cái tiến vào trong tòa nhà. Tòa nhà này có Cố Phi rất quen thuộc, bởi vì chỗ của xưởng thép thích dùng vượt phách để giải quyết vấn đề, cậu thậm chí nhớ không rõ đã ở đây bao nhiêu lần. Có điều lúc này vẫn là lần đầu tiên cậu đến để giải quyết vấn đề của bản thân. Người tôi gọi một chút nữa sẽ tới. Lưu Phàm ngoảnh lại. Lý Viêm, cậu điện thoại cho Hứa Ca đi, nói đi thẳng lên là được rồi. Được. Lý Viêm lấy điện thoại ra bấm số gọi. Cố Phi đi dẫn đầu thẳng lên trên nóc lầu. Hôm nay gió còn rất lớn, vừa đứng trên sân thượng gió đã thổi vào đầy mặt. Cậu nhìn bốn phía một chút, lại từ trong túi móc ra một cái kính mắt đen đeo lên. Chắc là trong tòa nhà đối diện. Lý Viêm ở bên cạnh cậu nhỏ giọng nói. Cậu nhìn thoáng qua Lý Viêm, lại nhìn tới đầu đối diện, một vùng đen kịt, cái gì cũng không rõ. Lóc tòa nhà kia không nhìn thấy có cái gì tương tự như bóng người. Hầu tử dẫn theo một đám người đi lên. Nhân vật chính ngày hôm nay đã tề tựu, người xem náo nhiệt cũng đã đều lên tầng thượng. 1, 2, 3, 4, Cố Phi nhìn nhìn, trên nóc 4 căn lầu đều đã có người đứng. Có người của Hầu tử, cũng có người của Lưu Phàm. Bọn họ gọi tới còn có không ít khán giả trung lập xem náo nhiệt. Việc này mặc dù chỉ là chuyện của hai người cậu và Hầu tử, những người thì nhất định phải gọi. Như Hầu tử loại náo đại này, thích phô trương như thế, Cố Phi chẳng qua cần có người làm chứng. Nếu muốn một lần qua hết, nếu muốn không có tiếp lần sau nữa, thì nhất định phải có mặt của người khác. Người càng nhiều càng tốt. Tất cả mọi người đều biết chuyện giữa hai người bây giờ giải quyết, sau này lại muốn gây phiền phức, chính là có vấn đề về thể diện. Có loại danh tính như Hầu tử, lão đại có sĩ diện thì rất khó sẽ có thêm động chạm gì nữa. Chỉ là Cố Phi để mắt kính một cái, nhìn chằm chằm những người bên cạnh một vòng, lại xuôi theo từng cái tầng thượng nhìn qua cũng không có nhìn thấy Tưởng Thừa. Cậu đối với dáng hình của Tưởng Thừa đã quá quen thuộc, cho dù tên nhóc này lẫn ở trong đám người, cậu cũng có thể liếc mắt ra được. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát hiện ra tung tích của Tưởng Thừa. Tòa nhà đối diện nhìn qua vẫn là một mảng yên tĩnh. Cậu có chút không yên, do dự cả buổi vẫn là mò di động ra gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn. Cậu ở đâu? Tin nhắn của Tưởng Thừa rất nhanh đã đáp trả lại. Thừa ca ở khắp mọi nơi. Địch. Cố Phi nhìn vào dòng chữ này, tưởng chừng có thể nhìn thấy Tưởng Thừa lôi ra khuôn mặt bên ngoài ngũ hành. Không còn trong ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nghĩa là không còn là vật chất. Rốt cuộc ở đâu? Trong tòa nhà đối diện à? Trong tòa nhà không có bất kỳ ánh sáng nào, cho dù nếu như Tưởng Thừa cầm điện thoại, màn hình chỉnh đến mức sáng nhất, bên này nhìn qua cũng không có khả năng nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào. Cậu tới đứng ở mép sân thượng. Cố Phi nhìn thoáng qua Hầu tử, hắn đang cùng một đám người lâu lắm không gặp nói chuyện. Một bộ thần sắc bình tĩnh như buổi tối hôm nay, chuyện gì cũng không hề có. Cố Phi chậm rãi đi tới mép của sân thượng, đang cúi đầu định gửi cho Tưởng Thừa tin nhắn, bỗng nhiên cảm thấy có đồ gì đó đập trên giày cậu. Cậu nhìn qua phát hiện thế nhưng lại là một quả ốc chó. Địch, cậu ẩn nấp rất tốt nha. Cậu trực tiếp phát ra ngữ âm,
đi qua đầm vỡ quả óc chó, lúc này cũng nhìn thấy được bên cạnh còn có quả óc chó bị vỡ. Đây là muốn làm gì? Cười một cái, Tưởng Thừa trả lời lại tin nhắn. Cố Phi quay mặt qua đối diện với tòa nhà đổ nát một màu đen kịt, cười một cái, là cái quỷ gì? Tôi có thể nhìn thấy. Tưởng Thừa lại gửi một tin nhắn tới. Cố Phi nhìn người đứng trên tầng thượng, nhân lúc đang không có ai chú ý, quay đầu hướng vào trong bóng tối cười một cái. Đây có lẽ là chuyện ngu xuẩn nhất mà cậu lớn lên thế này rồi từng làm. Rất tốt, Tưởng Thừa ngồi xổm ở bóng tối. Nóc đầu đối diện đã có người dùng thùng dầu đốt lửa lên, biến thành rất sáng rực. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của náo tàn số 1, chứng tỏ bây giờ điều kiện nhắm chúng rất tốt. Phía trước hình như sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi kìa. Cậu một chân gập lại, một chân quỳ gối ở trên sân thượng, cầm một quả óc chó kéo căng dây. Người trên sân thượng đã tản ra hai bên, Cố Phi và Hầu Tử đều lui về sát tận rìa sân thượng, độ dài chạy lấy đà là bề ngang của nóc tòa nhà. Tôi địch, Tưởng Thừa nhíu mày, mấy cái chai rỗng từ hai bên chân đá tới chính giữa. Trên đường, Cố Phi phải chạy qua có ít nhất có 3 chai, còn có viên gạch và cành cây tiếp tục bị vứt qua. Mà những tòa nhà bọn họ phải đặt lên tóc tòa nhà này cũng là đều tình trạng giống nhau. Thậm chí có người ném chai cái thùng bia ở chính giữa, cậu cắn chặt răng. Thực con mẹ nó náo tàn. Có người đi tới chính giữa, mặt hướng về Hầu Tử và Cố Phi, đứng lại giơ tay lên. Tưởng Thừa không có cách nào tính toán bước chạy của Cố Phi, cũng không có biện pháp dùng quả óc chó để dọn dẹp chướng ngại vật. Sau khi bắt đầu, cậu chỉ có thể theo di chuyển của Cố Phi. Sau khi nhảy lấy đà rồi, ước chừng còn thời gian chênh lệch đáp xuống của cậu ta, người giơ tay ở giữa mạnh mẽ, phất tay xuống. Cố Phi và Hầu Tử đồng thời xông ra, Cố Phi trước sau chưa từng nhìn dưới chân, mỗi một bước đều là bước đến rất rộng. Lúc xông ra ngoài, cuốn lấy gió hệt như sắp bay lên, Tưởng Thừa gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta. Lúc Cố Phi lao ra bước thứ nhất, cậu liền đã thấy rõ trạng thái liều mạng không bó tay buộc chân của Cố Phi, không nhìn dưới chân một mực chạy về phía trước. Lúc Cố Phi dẫm vào vị trí sát rìa sân thượng, mạnh mẽ nhảy lấy đà, dường như chỉ tiến tới trước thêm một tấc nữa thôi, liền trực tiếp ngã xuống dưới. Tim đập của Tưởng Thừa tạm dừng trong phút chốc. Tư thế của Cố Phi không quan tâm hết thảy, lao ra ngoài, tư thế bay vọt lên không trung, mỗi một động tác đón lấy gió như thể bay lượn. Cậu là một người như thế nào? Tưởng Thừa mạnh mẽ kéo dây ra một cái, lúc buông tay, quả óc chó bay ra ngoài, mục tiêu là một cái bình rỗng gần điểm đến của Cố Phi đặt chân.